Vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, xin chào toàn thể anh em đam mê PCB trên mọi miền tổ quốc. Xin chào toàn thể các bác, chào toàn thể anh em. Thì lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh em. Chúc anh em và gia đình của các bác là luôn luôn có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình anh em nhé. Hôm nay chơi mình nhỏ của anh em này gửi bill giới thiệu cho anh em một cây condo thẳng dài, đấy cấu hình tầm khá anh em nhé. Đấy cấu hình như thế nào, giá thành ra sao, để trước khi vào chương trình giới thiệu chi tiết sản phẩm ngày hôm nay thì cho em giới thiệu sơ qua về cách thức mua bán của bên shop. Bên em thì gồm có hai hình thức giao dịch, đấy một là ship code COD. Ship COD đấy thì anh em có thể đặt hàng, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra đúng hàng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm anh em mới cần phải thanh toán. Hai là bên em có nhận lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây, đấy phục vụ anh em, đấy phục vụ các bác. Về phần gửi xe thì là bên em có nhận gửi xe tất cả các tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, 63 tỉnh thành anh em nhé. Thế cây này là em đang gắp cho anh Tu, đấy anh Tu ở trong Lâm Đồng nhé. Đấy cây này của anh gồm có là bình nhôm đít tròn anh em nhé, 0,35. đấy hai là van cricket đồng hồ xám loại 1 các bác nhé. Đấy van cricket đồng hồ xám loại 1 em đang để áp là 120. Đấy thứ ba là combo là không còn ruột tay cầm gỗ hai mảnh này, gỗ là gỗ mun đuôi công. Đấy quy và tay kéo là tay kéo bằng đồng, quy inox anh em nhé. Đấy kính là em đang lắp kính beta hàng hai dây số chống rung chống giật chống nhảy tâm, lắp ráp cho anh em rất là đồng trục anh em nhé. Đấy lắp ráp đồng trục cho anh em. Đấy cành là em đang lắp cành Huben, đấy 10 khương vuông các bác nhé, cành Huben 10 khương vuông. Đấy cành Huben 10 khương vuông, bao test cái này cho anh em là 80 đến 90 mét là lắp C2 anh em nhé. Là cuối cùng là em lắp giảm thanh cho anh là giảm thanh sumo, hỗ trợ là anh em là định tâm điện khối này. Bên em thì có phục vụ các bác tất cả các linh phụ kiện cho dòng PCB như là condo này, truyền thống, Benjamin, Vebix, đầy đủ tất cả những linh kiện rồi. Đấy và để được mua bán thành công đấy thì anh em hãy nhấc máy điện thoại trực tiếp qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477 anh em nhé. Phương châm lúc nào cũng là uy tín và chất lượng giá rẻ phục vụ anh em, để phục vụ các bác tất cả linh kiện rồi. Trên một cây củi như thế này em đều bán lẻ để phục vụ anh em, để phục vụ các bác. Rất mong anh em tiện xem kênh thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực quay những video chất lượng phục vụ anh em, để phục vụ các bác. Cảm ơn anh em, cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Vâng, chào anh em, chào các bác, hẹn anh em vào video tiếp theo.